rằng em yêu anh nhiều không. Với tính lầy lội sẵn có nên dù có chọn cover một ca khúc tình cảm ngọt ngào như là Hơn Cả Yêu thì Eric cũng khiến khán giả phải phì cười khi biến tấu chiếc micro từ chiếc vá bằng inox trong nhà bếp. Nhiều fan cũng tinh ý nhận ra hồi năm ngoái khi Eric ra mắt MV Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh, Đức Phúc cũng đã cover bài hát của cậu em trai ngay trên bàn ăn với một chiếc vá có sẵn. Nên nhiều người dự đoán đây có thể sẽ là một phong cách cover nhạc gắn mác gia đình hóa dâm bục trong thời gian tới. Trong anh bây giờ có lẽ hơn cả